không dây ra để đây nha, hồi thông mệt. Dây bự làm từ từ nghe nha. Ông vậy đó luôn. Rồi, đang dẫn xa chứ. Bự như cái nhà. Mệt cái nhà ơi, cái gì bự quá. Cái nhà ông nằm lúc ngoài. Ít nói chuyện nhiều nữa nha. Tập trung là leo cây bự luôn. Leo ra cả nhà. Thank you.
vừa bay ra nữa rớt mà. Ngồi xuống đi. Quá trời. Mấy trăm vít cả nha. Trời ơi trời. Thiệt kinh chứ. Nó quýnh con thấy gì bù đen chừng đúng con xuống này gãy mặt. Trời ơi trời ơi. Gì nhà ghe quýnh kìa. Sống không mà. Bị quýnh sống từ trên cây xuống luôn nha. Chú tuần sơ ý rớt cây gọi. Thiệt dở thiệt chứ làm rớt cây gọi. Tới ông này bắt không được. Quýnh cường gốc cũng không làm gì được luôn, không có trâu chùm mặt gì luôn. Chung tay đó. Nhiều mà trời. Ít đâu. Chung gớp được luôn trời. Quá trời luôn. Chú leo xuống nó quýnh nè. Ủa ông đó nghe đâu có hùng dữ thằng hồn vậy. Ừ. Ông lên tới nó nãy khói em gu mà. Tại rớt thì rút á. Cái kim này ăn sâu quá. Gỡ cái tay cái buổi trời nó nói đúng nè. Mất chiếc dép luôn luôn rồi. Ở đó họ bắt hay được không ta? Được. Nó dễ leo mà. Trời ơi nó quýnh kìa. Lự nha. Ngang sao đây có ngang sao có không? Trời đất ơi. Chạy cái nè. Đã nữa. Hay giò dữ lắm rồi. Giò kim rồi. Đâu hai cái mấy cái giò cái đầu cũng giò coi. Hả? Từng banh nha. Hả?